Apollo PU Form và Apollo PU Form B1 có gì khác nhau? Hệ sinh thái của Apollo vừa cho ra mắt một thành viên mới, siêu phẩm chống cháy, cách âm, cách nhiệt, cách điện, keo bọt nở Apollo PU Form B1. Nếu bạn đã từng dùng qua Apollo PU Form thì cũng sẽ không lạ gì tính chất và chất lượng của dòng keo bọt nở này. Vậy còn sản phẩm mới keo bọt nở Apollo PU Form B1 có gì khác biệt hơn? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Đầu tiên hãy cùng review lại keo Apollo PU Form. Apollo PU Form là keo bọt nở, chuyên dùng để lắp các khe hở lớn, giúp cách âm, cách điện, cách nhiệt và chống rung. Chai keo này có hai định dạng, một là chai keo đi kèm vòi cơ bản, thứ hai là chai keo chuyên dùng súng bắn form. Apollo PU Form này có khả năng bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu như là gỗ, bê tông, nhựa v.v. Keo khi bắn ra có màu trắng, thời gian khô hoàn toàn trong khoảng 1 đến 2 giờ tùy điều kiện môi trường. Sau khi keo khô có độ chịu lực rất tốt và tính xốp, dễ dàng cắt gọt sơn lên được. Keo bọt Apollo PU Form đạt chuẩn chống cháy B3 theo chuẩn DIN 4102 của Đức. Apollo PU Form B1 là dòng sản phẩm keo bọt nở chuyên dụng chống cháy, an toàn và thân thiện với môi trường, ứng dụng trong việc lắp các khe hở lớn, có đầy đủ tính chất của Apollo PU Form và đạt chuẩn chống cháy B1 theo chuẩn DIN 4102 của Đức, cũng là chuẩn chống cháy cao nhất của dòng vật liệu cháy được. Chai keo Apollo PU Form B1 có thiết kế hybrid, một chai keo có thể vừa sử dụng cho vòi bắn keo đi kèm hoặc dùng súng bắn keo cũng được, rất là tiện lợi. Khi sử dụng cũng sẽ cần lắc chai keo lên trong vòng khoảng 30 giây, vệ sinh sạch và làm ẩm bề mặt vật liệu trước khi bắn. Lật ngược chai keo và bắn ra, keo khi bắn ra sẽ có màu hồng đặc trưng như thế này. Sau khi khô, keo Apollo Form B1 sẽ có độ cứng chắc và chịu lực, cách âm, cách điện, cách nhiệt và chống cháy rất tốt. Apollo Form B1 cũng dễ dàng cắt gọt được và sơn lên được. Cùng là một thí nghiệm nhỏ, nếu cho hai mẫu form tiếp xúc với ngọn lửa trực tiếp, sau đó lấy ngọn lửa ra. Đối với Apollo PU Form, ngọn lửa sẽ cháy thêm một tí rồi mới tắt, còn Apollo PU Form B1 thì ngọn lửa sẽ ngừng cháy ngay. Thông tin thêm, tiêu chuẩn DIN 4102 là một trong những tiêu chuẩn chống cháy của Đức, được áp dụng phổ biến hiện nay để phân loại mức độ chống cháy của vật liệu xây dựng. Trong đó, phân loại A1 và A2 bao gồm các vật liệu không bị cháy, thường là những hợp chất vô cơ như bông khoáng, sợi vô cơ, gốc silic. Còn vật liệu bị cháy sẽ phân thành các cấp như sau. Cấp B1 là mức độ dẫn cháy thấp nhất, là những vật liệu có khả năng kháng lửa, không dẫn cháy và được ứng dụng trong những công trình yêu cầu chống cháy đặc biệt. Cấp B2 là mức độ dẫn cháy bình thường. Cấp B3 là mức độ dẫn cháy và bắt lửa, nhưng cháy chậm không gây cháy lan. Trong đó, keo bọt nở Apollo PU Form thuộc chuẩn B3 và keo bọt nở Apollo PU Form B1 đạt chuẩn B1 nên thường được ứng dụng trong nhiều hạng mục xây dựng có yêu cầu chống cháy đặc biệt. Để đạt được kết quả chống cháy tốt nhất, hãy sử dụng các vật liệu chống cháy chất lượng cao kết hợp với keo bọt nở chống cháy Apollo PU Form B1 và hãy luôn tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy khi thi công nhé. Cả hai loại keo bọt nở Apollo PU Form và Apollo PU Form B1 đều là giải pháp tuyệt vời trong việc lắp khe hở lớn, khe tường, giúp cách âm, cách điện, cách nhiệt, chống rung, chống cháy cho các công trình. Riêng trường hợp nếu bạn muốn đảm bảo an toàn chững chỉnh hơn trong việc chống cháy công trình thì Apollo PU Form B1 sẽ là lựa chọn hàng đầu. Bạn đã dùng thử Apollo PU Form và Apollo PU Form B1 chưa? Hãy bình luận ý kiến của bạn bên dưới nhé. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicone, chất keo cuộc sống.